Hội thi tay nghề thanh niên thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề Bàn tay vàng vì thành phố sạch, xanh thu hút hơn 175 thí sinh đến từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, vệ sinh đô thị, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các đơn vị đến từ khu vực công nhân lao động, địa bàn dân cư tham gia. Hội thi đã diễn ra từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024 với các phần thi phong phú, hấp dẫn, nhận được sự quan tâm theo dõi của nhiều thanh niên, người lao động trên các phương tiện truyền thông đại chúng qua từng vòng thi. Vòng chung kết của hội thi năm nay có điểm mới là thí sinh và các cá nhân, các đội tham gia phần thi tại chính nơi các thí sinh làm việc, giám khảo sẽ quan sát và chấm điểm thông qua công việc hàng ngày của các thí sinh. Giải nhất bảng A, bảng thi cá nhân đã thuộc về chị Nguyễn Thị Huyền, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đội 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh, xuất sắc giành giải nhất bảng B dành cho đội tuyển. Hội thi tay nghề thanh niên thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức. Đây không chỉ là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp tôn vinh những nỗ lực của thanh niên và người lao động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị.